Du Danh xin kính chào tất cả các bạn thân mến của Du Danh. Thì hôm nay Du Danh cũng trở lại với chương trình video. Trước tiên do Du Danh xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ Du Danh qua nhiều cái video vừa qua, cũng như những lời comment của các bạn dành cho Du Danh. Một lần nữa Du Danh thành thật cảm ơn tất cả các bạn, nhiều thật nhiều kính thưa các bạn. Thì trước khi đi vào chương trình, Du Danh xin giới thiệu với tất cả các bạn, Du Danh đang đứng trong khu vực công viên. Kính thưa các bạn, thì các bạn thấy là có một bụi bông rất là tuyệt đẹp với cái màu tím tang và nhiều loại bông khác trong khu vực này. Nhưng vào mùa này thì có thể nói là cuối mùa đã bước sang mùa hè, vì vậy bông nó cũng bớt đi nhiều so với những thời gian trước. Đó là giới thiệu qua khung cảnh cùng với tất cả các bạn thân thương của Du Danh. Cho Du Danh xin cầu chúc đến tất cả các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành bên người thân của chúng ta. Nói đến tin tức chiến sự ở tại Ukraine đang diễn biến mới, cũng như Nga tiếp tục tấn công tên lửa vào lãnh thổ của Ukraine vào tối ngày 25, rạng sáng ngày 26, kính thưa các bạn. Thì Nga tấn công hai tên lửa Kali và hàng loạt máy bay không người lái trên dưới khoảng 40 chiếc đã bị lực lượng quân đội Ukraine phá hủy từ miền Nam lẫn cả miền Đông Ukraine, phá hủy hoàn toàn. Và theo tin tức là lực lượng phòng không của Ukraine đã cho biết, nói không có người thiệt hại, cũng như tất cả các máy bay không người lái của Nga đã bị phá hủy. Đó là theo tin tức mà lực lượng quân đội Ukraine đã đánh chặn được những chiếc máy bay không người lái tự sát và lẫn cả tên lửa, kính thưa các bạn. Và tình hình chiến sự ở miền Đông Ukraine cũng như luôn cả miền Nam Ukraine, đặc biệt nhất đó là khu vực Bakhmut, Andriyanka, Mariinka, Volida và những khu vực khác, thì lực lượng quân đội Ukraine tiếp tục phản công và giành lại những trọng điểm, đặc biệt nhất là những tuyến đường huyết mạch, cũng như hàng ngày lực lượng quân đội Ukraine có thể duy trì chiếm lấy được từ 700m cho tới 1 cây số, cây số 2, theo tin tức mà lực lượng quân đội Ukraine đã cho biết. Nói chiến sự đang diễn ra khốc liệt mà chúng tôi giành nhau từ tất đất ở những khu vực ở miền đông Ukraine thuộc Donetsk, Lugansk. Tình hình này thì lực lượng quân đội Ukraine cho rằng chúng tôi đang chậm lại, nhưng chúng tôi sẽ duy trì và những đợt phản công mạnh sắp tới chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu, vì hiện nay chúng tôi đã giữ được những tuyến đường huyết mạch mà Nga cần. Những tuyến đường huyết mạch này từ di chuyển vũ khí cũng như chi viện, chúng tôi đã khóa cửa tất cả những đường chi viện của Nga và Nga phải đi bằng con đường khác, một con đường dài với máy bay không người lái của chúng tôi quan sát và có thể chọc thủng những đoàn xe tiếp tế của Nga, những đoàn chi viện của Nga, dán đòn cho Nga là tê liệt ở mặt trận vùng Đông Bắc này. Đó là giới chức tư lệnh miền Nam của Ukraine đã cho biết. Thì cũng vào tin tức ngày hôm qua, theo lực lượng quân đội Ukraine cho biết là ở Andriyanka, Mariinka và lẫn cả mặt trận Bakhmut thì phá hủy hàng chục xe tăng, máy bay không người lái, cũng như luôn cả những khẩu pháo và tên lửa cực nhanh của Nga đã bị phá hủy trên dưới gần cả chục khẩu. Đó là tin tức về miền Nam Ukraine, ở miền Đông Ukraine, kính thưa các bạn. Còn tình hình miền Nam Ukraine ở thành phố Zaporizhia, hiện nay thì Nga cố gắng tìm bằng mọi cách để tấn công vào lực lượng quân đội Ukraine, và lực lượng quân đội Ukraine đã chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga ở tỉnh Zaporizhia. Thì lực lượng quân đội Ukraine đã đẩy lùi nhiều đợt tấn công của Nga. Nga tấn công liên tục từ đạn pháo và tiễn rocket. Nhưng theo tin tức mà lực lượng quân đội Ukraine ở miền Nam thì cho biết, hầu như vũ khí của Nga đang cạn kiệt và pháo rải rác, không giống như đồng loạt trước kia. Và thậm chí cả miền đông Ukraine cũng có thể nói là tương tự như vậy. Sau khi cuộc hỗn loạn mà quân Wagner đã tiến quân về Moscow, vì vậy Nga đang bị tê liệt dần dần, theo những gì tin tức của lực lượng quân đội Ukraine đã cho biết. Thì lực lượng quân đội Ukraine đang chuẩn bị một đợt phản công phần 2 hiện nay. Phần 1, lực lượng quân đội Ukraine đã chiếm được trên dưới là 1.000 mấy trăm km, kính thưa bạn, km vuông,
và lực lượng quân đội Ukraine sẽ tiếp tục chiếm lấy thêm nữa, theo những tin tức mà từ miền Đông lẫn cả miền Nam Ukraine đã cho biết. Đó là tình hình của lực lượng quân đội Ukraine ở đất nước Nga. Nhưng tình hình của Nga thì rất là nhiều, thật nhiều, kính thưa bạn. Nói đến sau khi quân Quách Nợ tháo chạy và chuyện gì đến ở đất nước Nga, nhiều diễn biến mới mà các báo chí đang bình luận hôm nay, cũng như luôn cả đất nước Nga. Thì đầu tiên Vô Danh muốn thưa cùng với tất cả các bạn, đó là Bộ trưởng Bộ phòng của Nga, ông Shoigu, ông đã đến thăm ở tiền tuyến ở phía Bắc và phía Tây của Ukraine. Thì chuyến đi của Bộ trưởng Bộ phòng Nga chớp nhoáng đi bằng máy bay trực thăng và sau khi đó trở về, thì tung những đoạn video này lên ở trên đài truyền hình. Mà có hay không thì chuyện này Vô Danh cũng không biết, kính thưa bạn. Nhưng là đoạn video từ ở Bộ phòng của Nga đã công bố là Bộ trưởng phòng Nga đến thăm tiền tuyến ở đất nước Ukraine. Đó là tin tức nói về Bộ trưởng Bộ phòng của Nga. Còn riêng về ông chủ Wagner, thì phía thư ký của ông chủ Wagner hôm nay đã thông báo cho biết là hai ngày nay, ông đã bật tin và ông không liên lạc được kể từ khi những hình ảnh cuối cùng ông ngồi ở trên xe và ông trở về Belarus. Thì ngay bây giờ tất cả các tin tức về ông chủ Wagner hoàn toàn không ai biết, cũng như luôn cả giới chức của Wagner là thư ký của ông chủ Wagner và cấp chỉ huy của Wagner cũng hoàn toàn không biết ông chủ Wagner hiện bây giờ ở đâu. Thì người ta cũng đang đồn đoán, đặt nhiều câu hỏi nói đến là ông chủ Wagner, ông đã chạy tị nạn sang Belarus. Nhưng tình tiết này chưa phải là chấm hết, mà nó còn có nhiều diễn biến mới nói đến về ông chủ Wagner đã kéo quân về thủ đô của Nga để trở thành một cuộc nổi loạn mà ông chủ Wagner đang làm nhục Putin cả thế giới hôm nay. Thì tình hình này như thế nào, kính thưa các bạn? Nói đến tin tức đặc biệt này thì nhiều báo chí bình luận rất là nhiều. Thì Vô Danh đầu tiên muốn thưa cùng với tất cả các bạn một trong bài báo của Epoch Times nhận định về ông chủ Wagner cũng như Putin và đất nước của Nga về tình hình chính trị mà bị ông chủ Wagner làm nhục và phải hiến kế để cho Tổng thống Belarus đến để làm một cuộc giải hòa. Có thể nói là Putin cầu viện đến ông Lukashenko là Tổng thống Belarus để tìm đường cứu thoát cho Putin. Thì theo nhận định bài báo là khi lực lượng quân đội Wagner tiến về ở thủ đô của Nga, Moscow, thì cách 200 cây số, Putin đã lên máy bay chạy trốn, chạy mất Kiev luôn, kính thưa bạn, chạy liền thời điểm đó và không dám ở lại vì lo sợ rằng là Putin sẽ bị ông chủ Wagner bắt sống, vì quân Wagner quá hùng mạnh, cũng như một đoàn quân đã tiến về Moscow một cách nhanh lẹ chưa từng có, không bị một cản trở nào. Vì vậy, nói đến việc ông chủ Wagner đang biến mất, quân của Nga cũng như luôn cả ở trong bộ chính trị của Nga, từ quốc hội cho đến tất cả các tướng lãnh, hầu như họ đang bất tài vô dụng và không giải quyết được bất cứ một tình hình nào. Luôn cả từ lời của ông Lagos hay Jimmy Medvedev đã từng phát biểu vừa qua một cách rất hùng mạnh, nhưng nội bộ chia rẽ. Ông Giugin đã phơi bày lên sự thật về bộ mặt chính trị của Putin và luôn cả nằm trong quốc hội cũng như bộ chính trị của Putin đã thấy rõ là quá tệ, tệ một cách chưa từng thấy. Vì vậy, với lực lượng Wagner có thể tiến quân một cách dễ dàng và không ai ngăn cản. Nghĩa là người dân Nga ngay bây giờ người ta đang lên tiếng nói là khi quân Wagner chiếm vào ở Kutu cũng như Andon và người dân đã lo cho cung nước cũng như lương thực để cho quân Wagner, nhưng quân Wagner
lại bán đứng người dân và di tiên do ông Rigozhin. Mà sự lựa chọn của ông Rigozhin, tức là lựa chọn tiền để thương lượng, ông rời khỏi đất nước Nga và không phải bị án tù 20 năm theo người dân đã chia sẻ. Nhưng theo tin tức cũng từ bài báo của Epoch Times nhận định về tình hình chính trị cũng như luôn cả ông chủ Wagner, giữa ông Putin và Bộ trưởng Bộ phòng của Nga, nhiều tình tiết đang căng thẳng cho Nga ngày hôm nay, kính thưa bạn, là vì một sự vụ bể mặt cả thế giới ở đất nước Nga, mà đất nước Nga phải rơi vào cái tình trạng là lũng đoạn về chính trị của đất nước Nga ngay bây giờ không thể diễn tả được, từ tình báo cho đến an ninh và quân đội cũng như Bộ Nội vụ của Nga không giải quyết được vấn đề. Tức là Putin hiện đang bị cô lập, bị thất thế từng giai đoạn một về thời kỳ chính trị của Putin. Quyền lực của Putin không còn nữa, mà đã đến thời điểm mà Putin phải rời ghế tổng thống của nhiệm kỳ 24. Theo bài báo Epoch Times nhận định cho rằng là hiện nay đất nước Nga đang lũng đoạn, đang rối trí, mà Nga đang tìm bằng mọi cách để tạo uy tín của mình, cũng như chứng tỏ rằng đất nước của Nga không bị hỗn loạn về kinh tế, cũng như hỗn loạn về chính trị và lẫn cả quân sự. Vì vậy, vừa qua với lời phát biểu của Putin là xóa tội cho ông chủ Wagner với tội kết án 20 năm tù, từ 12 tới 20 năm tù, và về việc ở chiến sự ở tại Ukraine vẫn y như cũ. Vì vậy, Bộ trưởng Bộ phòng của Nga bắt đầu tức tốc lên máy bay để đến thăm chiến trường ở tại đất nước Ukraine, từ miền Bắc lẫn cả miền Đông Ukraine. Thì tình hình hiện nay, kính thưa bạn, nói đến đất nước Nga theo các báo chí bình luận, thì Putin bây giờ coi như là quá quê độ. Đất nước Nga sẽ không còn đủ sức nữa, dù rằng Nga cố gắng dùng vậy ở chiến trường Ukraine này, mà lực lượng quân đội Ukraine thì hiện chưa phản công, cũng như tìm bằng một cách đột phá để chọc thủng tuyến phòng ngự của Nga từ nhiều mặt trận chiến tiến, chẳng hạn miền Đông lẫn cả miền Nam Ukraine, đặc biệt nhất là bốn tỉnh lệ này Putin đang gối trí, cũng như cuộc thương lượng giữa Tổng thống Belarus ông Lukashenko và Putin. Vì thời điểm đó là Putin đang chạy sang Belarus, cầu viện là giới Belarus là tìm cách nào để ngăn chặn quân Wagner. Nhưng đây là một cái trò chơi, theo các báo chí bình luận. Vì từ tình báo của Hoa Kỳ, theo Hoa Kỳ đã cho biết là đã biết trước được sự vụ này trước đó 2 ngày. Nhưng Hoa Kỳ không lên tiếng và Hoa Kỳ tiếp tục theo dõi sự vụ này, cục diện diễn biến nó ra sao. Và nếu như thật sự quân Wagner bắt Putin làm con tin để trao quyền tổng thống cho ông chủ Wagner trong tay có vũ khí hạt nhân, thì cả thế giới sẽ là một cơn chấn động và tìm cách nào để giải quyết vấn đề này. Sau khi ông Lukashenko một cuộc điện đàm cùng là với ông chủ Wagner thương lượng, cũng như Putin phải trả một khoản tiền những gì ông chủ Wagner yêu cầu từ tài sản của ông và trả lương 6 tháng vừa qua mà Putin ăn dịch không trả lương cho quân Wagner với những gì Putin đã hứa. 6 tháng không có quân thì ông chủ Wagner vì những người là đồng đội của ông, cũng như ông chủ Wagner đòi lại công lý, nợ thì phải trả, có dai phải có trả, không trả tính sổ. Vì vậy ông chủ Wagner kéo quân về Moscow để đòi công lý. Thì chuyện này đang rùm beng khi mà Nga ký kết là với ông chủ Wagner chấm dứt cuộc nổi loạn binh biến do ông chủ Wagner tạo ra. Vì vậy đất nước Nga đang rơi vào ở trong cái tình trạng khủng hoảng, theo các báo chí bình luận điều đó. Thì có đúng hay không, kính thưa bạn, điều này Vô Danh cũng không biết, nhưng Vô Danh chỉ chia sẻ ở trên tin tức của các báo chí sau khi các cuộc binh biến mà ông chủ Wagner đã tạo ra.
thì bây giờ ông chủ Quách Nờ đã biến mất 2 ngày nay, và luôn cả ở dưới chức Quách Nờ cũng không biết ông ở đâu và tin tức như thế nào. Nhưng với lực lượng của Quách Nờ, từ thư ký cho tới cấp chỉ huy đã cho biết là chúng tôi vẫn vận hành và làm việc bình thường, dù rằng chúng tôi không liên lạc được ông Gigojin, ông chủ của tôi, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục, và quân đội Quách Nờ bắt đầu sẽ kéo về ở Belarus. Theo nguồn tin tức từ tình báo của Anh Quốc đã cho biết là ông Lukashenko hứa với ông chủ Quách Nờ thay đổi lột xác, là ông chủ Quách Nờ sẽ nhận một cấp chỉ huy ở đất nước Belarus để bảo vệ đất nước Belarus và bảo vệ luôn cả ông Lukashenko, vì tình hình ở Belarus khi giới chức đối phương, đặc biệt nhất là những người bất đồng chính kiến, là cộng thêm những tổ chức đang đứng lên để chống đối ông Lukashenko, mà họ đang chiến đấu cùng là với lực lượng của quân đội Ukraine dọc đường biên giới này. Vì vậy là ông Lukashenko là ngồi ở trên cái ghế ba chân, không biết bị lật đổ giờ phút nào, cần đến quân chủ lực, đặc biệt là quân tinh nhuệ như quân Quách Nờ. Và sự mua chuộc này có thể họ đã cấu tạo từ trước, kính thưa các bạn, chứ không phải là một gì dễ dàng. Khi mà ông chủ Quách Nờ đã tạo phản cũng như làm ra một cuộc binh biến ở đất nước Nga một cách an toàn và một cách phải nói là ngoan mục, khó có ai diễn tả được, dù cho cả tướng lãnh giỏi cỡ nào cũng không thể nào tạo một cục diện giống như được như ông chủ Quách Nờ. Và cho rằng giữa Belarus và quân đội của Nga đã có sắp xếp tính toán sẵn, hay là ở bên trong đó cục diện là do Putin sắp xếp, nhiều chuyện người ta đang xôn xao bàn tính, cũng như những dư luận này để người ta tìm hiểu ở cách nơi nào chính xác và đúng nhất. Chỉ có những giải pháp này, ông chủ Quách Nờ mới tạo ra một cuộc binh biến rất nhanh, có thể là một cái chớp nhoáng trong một ngày đã chiếm được 2-3 thành phố lớn, và đặc biệt nhất là khu quân sự là trung tâm của chỉ huy hành quân miền Nam của đất nước Nga về cuộc chiến ở Ukraine. Thì quân đội của Quách Nờ hôm nay, kính thưa bạn, những hình ảnh chụp lên và chế nhiễu quân đội của Nga, luôn cả bộ phòng của Nga, là những vị trí quan trọng bí mật của quốc gia của Nga, cuộc xâm lăng vào Ukraine. Thì Quách Nờ đã tung bài tất cả, và họ làm những cái chuyện mà phải nói là Nga bây giờ đang bể mặt. Và từ trung tâm bộ chỉ huy kế hoạch hành quân và cuộc chiến ở Ukraine như thế nào, thì Quách Nờ đã tung tất cả lên ở trên diễn đàn và nhiều báo chí, cho rằng là lực lượng quân đội của Nga đã bắn đứng Putin, và do ông chủ Quách Nờ đứng phía sau. Thì chiến sự ở Ukraine những ngày sắp tới như thế nào, giữa những tin tức đang sôi nổi này? Hiện nay hầu như ở tại tỉnh Rostov, với lực lượng quân đội của Nga hoàn toàn ngừng hoạt động, vì máy móc đã bị Quách Nờ lấy đi một số thiết bị, cũng như phá hủy nhiều tình tiết ở trong khu vực quân sự của Nga. Có thể nói là khoảng 70% những máy chủ, những bộ chỉ huy đã bị Quách Nờ lấy hoàn toàn. Vì vậy, vì việc mà Nga có củng cố lại lực lượng quân đội và củng cố lại về tình hình ở đất nước Nga, thì Putin cũng bị bể mặt, và cho thấy vai trò của Putin đã đến lúc thời kỳ chấm hết. Theo những gì các báo chí bình luận nói về ông chủ Quách Nờ đã biến mất 2 ngày nay, và luôn cả ông tổng thống của Belarus Lukashenko, thì hôm nay, tức là từ ở cái thằng nhí, thằng ở đằng em, hôm nay thì cũng đã lên mặt là với Putin, dù sao chăng nữa tao cũng cứu mày. Nhưng họ là một cuộc dàn xếp với nhau giữa quân Quách Nờ
và Tổng thống Lukashenko. Đó là các báo chí bình luận thôi, kính thưa bạn. Và còn Putin thì sao nữa chúng ta không biết. Hiện nay ở trong đất nước của Nga, nó từ quốc hội và luôn cả quân đội, các tướng lãnh, nó rối như tơ giò. Đó là không còn ai tin tưởng ai nữa, không còn biết được những gì xảy ra trong những ngày sắp tới. Qua lời phát biểu của ông Jimmy Medvedev, và ở trong Jimmy Medvedev cho rằng sự tính toán của ông chủ Quách Nợ đã có kế hoạch từ lâu, vì với một cục diện quân sự đang đưa quân vào để cướp chính quyền của đất nước Nga. Vì vậy là đất nước Nga đã có vũ khí hạt nhân. Bây giờ cũng vẫn còn là lên giọng nói đến diện vũ khí hạt nhân, là sẵn sàng tính toán nếu như không kiểm soát được đất nước Nga, bắt buộc Nga phải chơi nguyên tử ở đất nước của mình, hủy diệt quân Quách Nợ. Đó là lời của ông Jimmy Medvedev mới vừa nhấn mạnh, mới nhất hôm nay, kính thưa bạn. Người ta bỏ, ta chạy đi rồi xong xuôi, mới hù. Lúc đó tại sao ông chủ Quách Nợ, Jimmy Medvedev không lên tiếng, không nói tiếng nào, mà chờ tới khi người ta đi xong rồi mới nói với cha nội. Trời, nói vậy không biết nhục. Rồi cộng thêm những tin tức đặc biệt về Nga đang bỏ chạy sang Tàu Cộng. Lát nữa Vô Danh sẽ chia sẻ cùng với tất cả các bạn nói tin tức của Nga chạy sang Tàu Cộng, đang tìm dây cánh ở nhiều chuyện mà ngay bây giờ đất nước Nga phải nói là rối như tơ giò. Mà Putin bị cái cú nhục này là còn hơn con cá nhục, cá nục nữa, kính thưa bạn. Chỉ một mình ông chủ Quách Nợ quậy tung cả đất nước Nga và phơi bày lên sự thật. Tức là quân đội của Nga đang yếu kém quá trời đất luôn, tệ hơn đậu, dở hơn đậu. Bây giờ thì đã tung những tin tức đang sôi nổi hôm nay là xe tăng của Nga sẽ chuẩn bị đưa ra trình làng, là một trong các loại xe tăng tàng hình sắp tới để chiến đấu với lực lượng quân đội Ukraine. Trời trời, ở Nga bỏ chạy mất dài mất ghép, nội chứ quân Quách Nợ không làm không xong. Giờ bài đặt lên, tung lên là xe tăng tàng hình tối tân của Nga. Lấy cái gì để mà tàng hình? Bản thân của Putin tàng hình thì có, kính thưa bạn. Và tương lai sắp tới, Bộ trưởng Bộ phòng của Nga có còn tồn tại hay không? Cũng như giữa ông chủ Quách Nợ và Putin, giữa tay ba này, kính thưa bạn, nhiều cục diện của nó chuẩn bị cái màn sắp tới, có nhiều chuyện vui ở đất nước Nga. Những gì các báo chí bình luận đó là nói đến tin tức của Nga cũng như cục diện mới ngày hôm nay, thì chúng ta hãy chờ xem việc Nga như thế nào và tình hình của Nga sẽ đi đến kết cuộc nào, có đạt được thành công hay không. Bây giờ thì những giới chức của Nga, từ đại sứ này đại sứ kia, im ru bà ru, không nói tiếng nào. Luôn cả ông Bộ trưởng Ngoại giao của Nga, ông Lagos, hầu như trốn mất biệt rồi, không có lên tiếng. Chỉ còn lại một mình Jimmy Medvedev đang quọt quẹp vài câu, sủa giống như là chó sủa ngoài đường, không ai nghe hết. Người dân Nga đã thấy được sự thật dưới cầm quyền của Putin hiện tại ngay bây giờ. Thì đó là tin tức tại Nga, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức về tình hình châu Âu cũng như luôn cả Hoa Kỳ, những diễn biến mà những gì Hoa Kỳ đang tính toán và luôn cả châu Âu ngày hôm nay. Thì đầu tiên Vô Danh muốn thưa cùng với tất cả các bạn nói đến là Tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan, vừa lên tiếng hôm nay nói đến việc nêu ra vấn đề giải pháp cho Thụy Điển gia nhập vào Liên minh NATO. Thì ông cho rằng giải pháp đó không phải khó, mà yêu cầu Thụy Điển phải thay đổi chính sách. Thay đổi chính sách nói đến người Kurd hiện đang ở trên đất nước của Thụy Điển là phải cấm họ biểu tình và hãy sửa luật lại, không có chuyện mà biểu tình ở đất nước mà trời đất nước tự do mà tự nhiên cái thằng ông Thổ Nhĩ Kỳ ông nhà vô ông bữa những câu nghe nó lạnh lùng xương gió và làm mất mặt quá ở Hiệp hội châu Âu này. Thật sự ra Thổ Nhĩ Kỳ phải nói là cũng không đáng mặt ở lại trong Liên minh NATO. Và vì Liên minh NATO đã có những dự luật mà đã đưa ra không thể đuổi ra ngoài, nếu đuổi được ta đuổi hết trơn rồi, kính thưa bạn. Vì vậy muốn có sự nỗ lực này cần phải có thời gian, cũng như luôn cả bầu cử quốc ở nhà bầu cử tổng thư ký và 30+ nước ngồi là họp để bàn thảo để giải quyết vấn đề đó, là một vấn đề rút mắt. Thì tổng thư ký NATO ông nói việc mà Thổ Nhĩ Kỳ đang lên tiếng về vấn đề Thụy Điển cho gia nhập Liên minh NATO
vào thời điểm gần nhất tháng 7 tới đây. Bây giờ là kế bên rồi, kính thưa bạn, nhúc nhích ngủ đêm sáng ngày tới rồi. Vì vậy là Thổ Nhĩ Kỳ nên mở rộng cánh cửa của NATO, mở rộng thành viên mới của mình. Dù sao chăng nữa, mình cũng là thành viên cũ. Đừng chèn ép, đừng rút mắt. Cũng như ngay bây giờ, nếu như Thụy Điển dù có thay đổi luật của đất nước Thụy Điển cấm không cho biểu tình và lên án về chính phủ của Thổ Nhĩ Kỳ thì nó cũng là vô dụng. Nó không giải quyết được vấn đề, mà giải quyết vấn đề là phải có lòng nhân đạo. Theo lời của Tổng thư ký NATO, ông muốn nhắn nhủ đến là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan. Thì ông Erdogan chưa có nói đến câu nói đó qua lời của Tổng thư ký NATO. Nhưng cục diện tình hình hiện tại là NATO đang bước vào trong giai đoạn là một giai đoạn căng thẳng giữa Nga, Liên minh NATO và chiến sự Ukraine, lúc nào cũng đang căng thẳng ở mức đáng sợ. Và Putin sẽ tính toán như thế nào? Nói đến chiến sự Ukraine thì bây giờ nó vẫn là như vậy, không cần thiết nữa mà phải viện trợ vũ khí lo cho đất nước Ukraine và hậu chiến tranh mai sau. Còn lại là việc hiện tại bây giờ là chúng ta phải tập trận và hỗ trợ cho những quốc gia đồng minh của chúng ta là nằm ở trong 32 nước ở trong Liên minh NATO, và phải bảo vệ chặt chẽ ở vùng biên giới và nhiều tình tiết khác theo lời của Tổng thư ký NATO ông đã nói. Và kế hoạch để cuộc thượng đỉnh ở tại Estonia vào tháng 7 tới đây để kết nạp những thành viên này từ Thụy Điển và Ukraine. Ukraine hiện tại thì cho rằng chưa có cửa, chưa có giải pháp. Nhưng vào cái ngày đó chuyện gì sắp đến thì mới biết được. Còn bây giờ ông nói là tôi không thể nói trước được. Nhưng tương lai sẽ có điều đó, cũng như trang bị vũ khí cho Ukraine F-16 và hỏa tiễn tầm xa. Hiện nay lực lượng quân đội Ukraine cần những loại vũ khí này. Có vũ khí này họ mới chiến đấu được, họ mới vận hành cũng như họ đạt đến thành công. Và nếu như không có vũ khí này thì Ukraine không thể chiến thắng trong mùa hè năm nay, theo những gì lời của Tổng thư ký NATO ông đã cho biết. Riêng về các nước, đặc biệt nhất là Hoa Kỳ, cũng như Ngoại trưởng của Hoa Kỳ, ông đề cập đến về đất nước Nga, cũng như quân Wagner đã tạo ra một cuộc diện căng thẳng là tiến quân về Moscow. Hoa Kỳ đã biết trước 2 ngày trước nhưng không lên tiếng và chờ xem tình hình của đất nước Nga, cũng như lợi thế cho lực lượng quân đội Ukraine tạo một cục diện để phản công chớp nhoáng. Nhưng không ngờ là chỉ một giây phút ngắn ngủi rồi dập tắt, kính thưa bạn, giống như một phút huy hoàng rồi cao dập tắt đó, làm cho quê độ từ Hoa Kỳ và lẫn cả Ukraine cũng như cả châu Âu bắt buộc phải thay đổi chiến thuật từ kinh tế, chính trị lẫn cả quân sự. Cục diện mới là một cục diện đang chờ trước mắt những gì các quốc gia đang bàn tính. Nói đến vấn đề quân Wagner đã tạo phản mà Putin không thể đỡ được, một cú mà cho rằng Putin phải nói là tê tái ở đất nước Nga, cho thấy là quyền lực của Putin đã cạn kiệt, đèn đã cạn dầu, không còn ánh sáng như trước kia nữa. Vì một cái sai lầm, đi sai một nước cờ là thua cả một gián cờ. Nếu như Putin không xâm lăng nào lãnh thổ của Ukraine thì chuyện đó không có thể đi đến những cuộc tồi tệ cho Putin ngay bây giờ. Nhưng bây giờ thì đã hết. Tất cả mọi chuyện cho thấy là Putin đã không còn quyền uy nữa. Dù cho Putin có ngồi lại nhiệm kỳ 3 ở tại đất nước Nga thì Putin vĩnh viễn cũng không có quyền lực như những gì người ta đã lên tiếng. Putin bây giờ phải tính toán, nếu như tụt xuống thì mất mặt quá, nhục hơn con cá nục bị bể mặt, và muốn tạo uy thế cũng như chiến sự ở Ukraine. Theo Hoa Kỳ nhận định là cuộc chiến này Putin phải thua và Putin phải rút quân sớm nhất là trong năm nay, còn trễ nhất của năm 2023. Theo Ngoại trưởng của Hoa Kỳ nhận định điều đó, thì
bây giờ thì chúng ta chưa biết, Putin chưa có chịu thua, nhưng ngủ một đêm sáng ngày cũng có thể một sự thay đổi khác biệt dưới lực lượng của Nga bây giờ đã đang cạn kiệt. Từ nguồn lực quân sự, vũ khí và tất cả mọi thứ, cũng như về mặt chính trị thì Putin quá tệ rồi, thuộc về nghe là con rùa lật ngửa rồi, không còn cái gì nữa hết. Vì vậy khó có thể nói đến những ngày sắp tới ra sao về tình hình đất nước của Nga, khi mà Hoa Kỳ nhận định về tình hình quân sự của Nga và lẫn cả chính trị. Thì cuộc binh biến này tức là một cái nhục cho Putin cả thế giới, không phải một mình đất nước Nga không đâu, kính thưa bạn, là Putin nhục cả thế giới. Chỉ một ông chủ Wagner Putin không giải quyết được, mà là cũng là người bạn thân của Putin, và ông chủ Wagner trước kia là một tù nhân, kính thưa bạn, nằm trong băng đảng cướp giết người hàng loạt. Vì vậy họ khoái giết người để gia nhập vào ở nhà chiếm lấy về Wagner, là mua lại một công ty Wagner của người khác, và người khác cũng có thể là một trong những cái tên đâm thê chém mướn. Và ông chủ Wagner này cũng vậy. Vì vậy cái kết của ông chủ Wagner không được vẹn toàn, và tương lai của ông chủ Wagner thì sao nữa. Và bên cạnh đó còn có cả Tổng thống Lukashenko. Bây giờ tất cả đã phơi bày sự thật, Putin đã biết được đây là một sự vụ lừa dối lẫn nhau để lợi cơ thế với nhau, lợi về chính trị, về quân sự, mọi mặt, đặc biệt nhất đó là ông Lukashenko. Mà Putin hãy mất mặt cái này, bây giờ Putin phải mang ơn cả Tổng thống Belarus. Đó là một chuyện quái chiêu mà nói cuộc chiến chính trị đang lật ở trên bàn. Dán bài đã lật ra rồi, mặt đã đưa ra rồi, không còn gì để nói nữa, kính thưa bạn. Thì không biết tương lai sắp tới, từ Belarus lẫn cả ông chủ Wagner và Putin có còn đầm ấm nữa hay không, hay rồi nó dẫn đến một cục diện là hai bên sẽ đối đầu với nhau. Biết được ông Lukashenko đã lừa Putin, điều đó theo lời của Hoa Kỳ, các báo chí bình luận, thì Nga, đó là Putin ngay bây giờ chưa có lên tiếng, hầu như Putin đang hốt hoảng, một cuộc bỏ chạy, và ngay bây giờ chưa có bình tĩnh được, tinh thần chưa có định vị được, lấy đâu mà để trả lời, đầu óc đâu để nghĩ đến chuyện đó, là mình là một người quyền lực của đất nước Nga, ở đứng ở cương vị hàng thứ nhì về quân sự với Hoa Kỳ, nhưng bây giờ mình lại là lọt ở phía sau, nằm ở cái dạng mấy mươi nữa, mấy chục người ở phía sau nữa. Còn tệ hơn là Belarus bị Tổng thống Lukashenko lại lừa ông lên một cú rồi bắt tay cùng với Wagner. Tức là chứng tỏ cho thấy là Putin đã mất vị trí, mất tất cả. Và cộng thêm cái cuộc bồi thường cho quân Wagner nhiều mặt. Ở phía trước thì chỉ đưa ra một con số bình thường thôi. Một là trả lương cho quân Wagner tới mấy chục ngàn quân, kính thưa bạn, và phải bồi thường những người đã chết nhân mạng, lại cộng thêm là phải trả lại tài sản của ông Guazin. Nhưng những cái thứ đó nó không quan trọng, mà quan trọng nhất là Putin phải thương lượng là với ông chủ Wagner và phải đổi lấy cái nhục của ông chủ Wagner, là bằng cách hãy thả bổng ông và không truy tố 12 tới 20 năm tù. Thì các bạn thấy bao nhiêu đó, tức là đã nhục quá rồi còn gì nữa, còn cách nào hơn. Thì nói đến Nga bây giờ coi như là xong phim rồi, và tương lai cuộc chiến này nó đến mức độ nào, theo giới chức của Liên minh châu Âu nhận định cho biết là Nga phải bại trận ở Ukraine. Đó là người ta đang khẳng định, vì cấm vận kinh tế cũng như luôn cả mặt quân sự và nhiều thứ khác, thì cuối cùng Nga phải đi đến kết thúc đó. Đó là tình hình ở châu Âu nhận định về tin tức hiện nay, kính thưa bạn. Mà những cuộc đồn đoán này, những chi tiết này sẽ còn tiếp tục dài nữa, đến khi nào ông Putin lộ mặt, và sự thật ông đến ở Belarus nhận chức vụ gì, và quân đội Wagner kéo quân về đây như sao. Đó là tình tiết nói đến là châu Âu đang nhận định cục diện mới.
thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức ở Tàu Cộng. Thì nhiều tin tức đang sôi nổi, đặc biệt nhất từ lời của Tần Cương cũng như Thứ trưởng Ngoại giao của Nga đã bỏ chạy sang Tàu Cộng qua cái cuộc binh biến mà quân Wagner đã tạo ra. Tần Cương đã lên tiếng cho biết là Tần Cương ở dưới chính sách Trung Quốc luôn ủng hộ Nga dẹp loạn, cũng như cục diện cả thế giới đang theo dõi về tình hình đất nước Nga dưới quân Wagner cuộc binh biến này. Thì bây giờ nó đã là tạm lắng dịu. Và hiện tại Thứ trưởng Ngoại giao của Nga, ông Rudenko, kính thưa bạn, ông Rudenko, ông vẫn còn ở tại Bắc Kinh và tiếp tục làm việc là giới ngoại giao của Tàu Cộng, tìm phương hướng để hỗ trợ cho đất nước Nga về mặt chính trị lẫn cả quân sự bị quê quá, phải nói là bể mặt quá, nhục còn hơn con cá nục. Hãy tìm cách để gỡ gối, tạo uy tín cho Nga. Nhưng lấy cái gì để tạo uy tín ngay bây giờ, nói đến đất nước Nga? Và lãng hoạn thì giữa Nga và Tàu Cộng sẽ dẫn đến một cục diện là tồi tệ, đặc biệt nhất là Tàu Cộng sẽ bị cô lập cả thế giới. Đó là cái hiện thực trước mắt. Ngày hôm nay, Tập Cận Bình đang lúng túng, cũng như Tập Cận Bình hiện đang lấy một bài học kinh nghiệm. Dù rằng giữa Nga và Tàu Cộng không cùng với nhau cái quan điểm, và cũng như luôn cả có quân Wagner trong đó, thì Tàu Cộng không có. Nhưng nội bộ của Tàu Cộng chia 5 xẻ 7, và cuộc đấu đá quyền lực ở tại đất nước Trung Quốc mà Tập Cận Bình đã tạo ra một cách đáng sợ chưa từng có. Vì vậy, nói việc mà quân đội của Tàu Cộng hay là Tập Cận Bình chỉ thị để tấn công vào đảo quốc Đài Loan ngay bây giờ thì Tập Cận Bình không bao giờ dám. Đó là bằng chứng cụ thể cho thấy giới quyền lực của Putin ở đất nước Nga và cục diện của nó đang nảy nở những cái mầm mắm hận thù ở đất nước Nga, thì nó còn ít hơn ở đất nước Tàu Cộng. Vừa qua Tập Cận Bình đã dùng chính sách đã hổ lập ruồi, giác dao mổ trâu để thanh toán nội bộ. Vì vậy, Tập Cận Bình rút một kinh nghiệm này, nếu như tấn công Đài Loan thì chưa chắc những tướng lãnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc đồng ý để tấn công, và họ bằng mặt chứ không bằng lòng, đến khi đó sẽ thất bại một trận thê thảm ở đảo quốc Đài Loan mà bị lực lượng quân đội phòng vệ của Đài Loan có thể nói là nhấn chìm đến hàng trăm ngàn quân của Nga, của Tàu Cộng ở eo biển Đài Loan. Tập Cận Bình đang choáng váng trước sự nội bộ đang đấu đá với nhau, và Tập Cận Bình hãy tìm bằng phương pháp đó là làm cách nào để cho nội bộ không còn hận thù chia rẽ. Nhưng chính Tập Cận Bình đã tạo sự chia rẽ nội bộ Trung Nam Hải và ở dưới cấp trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở cách tồi tệ nhất chưa từng có. Thì bây giờ Tập Cận Bình phải làm gì để giải quyết vấn đề này, cũng như luôn cả ở dưới chức của Nga đang bỏ chạy vào thời điểm mà quân Wagner đang xu quân còn 200 cây số nữa đến ở điện Kremlin. Vì vậy là Tập Cận Bình lại còn hốt hoảng hơn nữa nếu như một cuộc xâm lăng vào đảo quốc Đài Loan, thì nội bộ ở tại Tàu Cộng cũng có thể đảo tránh và lật đổ Tập Cận Bình. Theo những bài báo phân tích, đặc biệt nhất đó là báo của Anh Quốc, từng báo Anh Quốc nhận định cho rằng nếu như Tập Cận Bình liều lĩnh chơi cú này ngoạn mục thì Tập Cận Bình sẽ không thua gì Putin, và có thể nói còn tệ hơn, và đất nước của Tàu Cộng sẽ bị cô lập vĩnh viễn và không bao giờ ngóc lên. Đó là theo các báo chí bình luận về tình hình đất nước Tàu Cộng mà Tập Cận Bình rút ra một cái kinh nghiệm là không dùng dao mổ trâu để chém đồng đội của mình. Đó là những tin tức nói về báo chí của Anh Quốc.
Cũng như ngay bây giờ nói đến Thứ trưởng Ngoại giao của Nga hiện đang ở Bắc Kinh và đang cầu viện đến Trung Quốc hãy cứu lấy đất nước Nga và không để cho nội bộ đất nước Nga bị chia rẽ từ ở trong Quốc hội cho đến Bộ Chính trị của Nga. Bây giờ nó đang rối bời hết trơn. Thì bây giờ Tập Cận Bình lấy cái gì cứu được, kính thưa bạn? Cứu cái này Tập Cận Bình không thể nào cứu nổi cái tình hình hiện nay. Mà Tập Cận Bình phải lấy đó làm kinh nghiệm, là tìm bằng mọi cách để hỗ trợ cho đất nước Nga, là nai giặc móng, chó le lưỡi. Với cuộc binh biến này, vì Nga đã đang cạn kiệt vũ khí, đang cạn kiệt tài chánh, mà Tàu Cộng thì cũng không thua kém. Nói về kinh tế của Tàu Cộng đang rơi ở mức chưa từng có, vì Tập Cận Bình đã mở ra con đường tơ lụa để tạo bẫy nợ cho các quốc gia khác. Thì những quốc gia khác bây giờ người ta cũng phải giật nợ, con nợ, giật chủ nợ, dân dân, làm cho Tàu Cộng đang sừng tóc gáy, là khó có thể dứt dậy được nền kinh tế. Là cộng thêm ở tại đất nước Trung Quốc đang xảy ra những sự vụ nói về thiên tai, hầu như thiên tai đi đến mức kiệt quệ. Vừa qua vô danh có thưa cùng với tất cả các bạn, từ miền Nam và lẫn cả miền Bắc của Tàu Cộng đã bị hạn hán ngập lụt. Hồi bây giờ hết hạn, tới gì? Tới mưa ngập lụt. Trời ơi, là thê thảm luôn. Họ nói là không thể tưởng tượng được. Và chính sách cái rằng là dời sông lấp biển để làm nông nghiệp, phá núi, phá rừng. Thì có đạt được yêu cầu hay không? Đạt được mục tiêu nào hay không? Theo như anh nghĩ rằng không đạt cái mức độ nào, mà nó còn tồi tệ hơn hiện nay với đất nước Tàu Cộng. Với những hình ảnh trước kia thì những khu công viên, những nơi chùa chiền và những khu ở phía trước của chùa hay nhà thờ hay những khu công viên đặc biệt thì phải nói đẹp đẽ vô cùng. Không, đã cào lên hết, bươi lên hết làm ruộng. Bây giờ thì hình ảnh đó không còn nữa, mà nói là lúa thì cũng không thấy. Hạn hán vừa qua quá tồi tệ, rồi bây giờ bắt đầu mưa trở lại làm cho đường sành lầy, chắc có lẽ là tệ bạc lắm. Tập Cận Bình hay là báo chí của Đảng Cộng sản Tàu Cộng không dám đưa lên những hình ảnh đặc biệt đó. Và Tập Cận Bình cứu Putin bằng cách nào? Chúng ta hãy chờ những tin tức đặc biệt tới. Và Thứ trưởng Ngoại giao của Nga có rời đi hay không, hay là nằm dạ luôn ở đất nước Tàu Cộng? Đây cũng là một tin tức đang sôi nổi. Hiện nay chỉ có duy nhất là lời Tần Cương đã lên tiếng và Tập Cận Bình nhắn nhủ với Putin. Cái gì rồi nó cũng qua, chuyện gì rồi có, nó cũng êm xuôi. Lấy hòa làm hòa, tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp. Bây giờ Tập Cận Bình nói cái gì với Putin bây giờ, kính thưa bạn? Sử dụng quân quốc nào, một cuộc nổi dậy đó, thì Tập Cận Bình em re không nói tiếng nào hết. Cả Bộ Ngoại giao của Đảng Cộng sản Trung Quốc chờ đến khi Thứ trưởng Ngoại giao của Nga đến xin cầu viện, lép vế là phải chạy ra chạy cầu viện thôi, kính thưa bạn. Tần Cương mới lên tiếng điều đó, nhưng Dương Nghị thì cũng trốn mất. Và cộng thêm như vậy là nói đến Tàu Cộng ngay bây giờ đang đứng ra cái vai trò là đàm phán hòa giải giữa Nga và Ukraine. Lấy gì đàm phán đây, lấy gì hòa giải đây, là làm cho Tập Cận Bình cũng bể mặt. Và mấy ông châu Phi, kính thưa bạn, cũng trốn mất luôn. Sau khi ổng đến, ổng nghe sự vụ này, ổng nói trời trời, kiểu này tao sợ quá trời đất à. Nếu mà tao gới vô đây chắc tao chết quá. Thôi tốt nhất tao về được rồi, xong xuôi tao im luôn, im he lặng tiếng, mất tích luôn. Đó là nói đến đất nước Tàu Cộng. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên vào ngày hôm qua, một cuộc meeting ở tại Bắc Triều Tiên là phải nói là rầm rộ, đã đảo đế quốc Mỹ. Mỹ là kẻ thù, Mỹ đang xâm chiếm và cục diện bán đảo Nam Bắc Triều Tiên sẽ dẫn đến vũ khí hạt nhân đe dọa nữa. Bây giờ cả thế giới bây giờ nó đang lộn xộn sà ngầu, nó xè nẹo với nhau, kính thưa bạn. Phe nào thì chơi phe đó, rồi nó dính chùm, xì cục với nhau. Mà làm cách nào để rỡ đây? Vấn đề là hiện nay đó là nói đến Bắc Triều Tiên đang lên tiếng đe dọa đến Hoa Kỳ là
cảnh báo về vũ khí hạt nhân Bắc Triều Tiên, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức Việt Nam của chúng ta. Nói đến chuyến đi Phạm Minh Chính đến ở tại Tàu Cộng, thì nhiều báo chí bình luận rất nhiều về chuyến đi của Phạm Minh Chính. Thì ngày hôm nay, đó là Lý Huy và những nhân vật khác đón tiếp Phạm Minh Chính một cách phải nói là tiếp nở rình rang tại thảm đỏ. Đặc biệt nhất là Tàu Cộng, cái gì cũng đỏ hết trơn. Cờ thì cũng cờ đỏ, thảm cũng thảm đỏ, kính thưa bạn. Chỗ nào cũng rực rỡ, đều là màu máu hết. Nhưng Phạm Minh Chính đến và gặp Phó Thủ tướng của Tàu Cộng. Và hai bên trao đổi với nhau về kinh tế, chuỗi cung ứng giữa Việt Nam và Tàu Cộng năm 2022 là vượt mức chỉ tiêu lên tới 5,5 đến đạt là 175 tỷ đô la với hàng hóa trao đổi hai chiều buôn bán, kính thưa bạn. Thì Phạm Minh Chính đó là chúng ta phải cần làm nhiều hơn nữa để vấn đề kinh tế được phát triển. Nhưng ngược lại, cái thằng Thủ tướng Việt Nam lại không nói vấn đề Biển Đông. Và Biển Đông thì Đảng Cộng sản Việt Nam xua ngư dân bám biển ra ngoài biển cho Tàu Cộng mắc tình đánh đập và giết dân dân, ở đụng xuồng cướp lưới tất cả mọi thứ nói đến về Biển Đông, mà Tàu Cộng ngang nhiên đưa ra lệnh cấm bắt cá, cấm vào vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Phạm Minh Chính không dám nói với Lý Huy, Phó Thủ tướng, và thậm chí cả Tập Cận Bình hay những nhân vật khác, hàng cha nào cũng vậy, đến Tàu Cộng, trời ơi, đất nước Trung Quốc sang trọng quá, đẹp đẽ quá, và phải nói là uy nga quá. Tôi đến đây, đến đất nước Trung Quốc, tôi cứ tưởng như là mồ mả tổ tiên của mấy cha chết trong này. Nơi đây là nơi chung nhau cắt rúng, mà không dọn nhà đi, kính thưa bạn, gán ở lại Việt Nam để làm gì? Để lấy tiền. Mà hải quân của Đảng Cộng sản Việt Nam thì không bảo vệ ngư dân bám biển, và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam gặp mặt Tàu Cộng không nói tiếng nào, dám nói nó quánh không còn cái răng ăn cháo, và nó cái răng là nghỉ chơi luôn. Nghỉ chơi lúc đó Việt Nam làm gì? Hút cháo rùa. Vì vậy nói đến lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính đến Tàu Cộng là một cái nhục cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Hãy nói còn tệ hơn tổng thống của Philippines. Philippines người ta đã kiện lên Tàu Cộng, bây giờ thời hạn sắp hết rồi, kính thưa bạn, không, coi như là hút cháo rùa luôn. Con cháu của chúng ta vĩnh viễn không bao giờ đòi lại được nữa. Nói về Biển Đông thì người ta đã đưa ra luật biển và người ta thả luôn cả cột mốc ở những cái phao để định ranh biên giới của người ta, đất nước của người ta. Nhỏ nhưng mà có vỏ, vũ khí thì cũng không bằng Việt Nam, không có tàu ngầm, tàu chiến chỉ xin không à, chứ mua không nổi. Còn Việt Nam nào đóng là nào mua tàu ngầm, nhưng lại là không dám đụng với Tàu Cộng. Các bạn thấy nó là cái đó là cái nhục chưa từng thấy. Bây giờ Phạm Minh Chính sang đó không nói tiếng nào về tình hình Biển Đông là với Tàu Cộng. Tệ lắm thì Phạm Minh Chính cũng nói là anh Lý ơi, làm ơn làm phước đó, em quỳ xuống em lại anh. Anh để cho dân của em kiếm cơm ngày hai bữa, đánh bắt cá. Anh cấm rồi dân của em làm gì? Làm sao sống được? Làm sao em chầu được? Làm sao em mang tiền cho anh được? Xin anh hãy cho em sống chút đi. Cũng có thể còn thông cảm được. Nhưng ngược lại, Phạm Chính là tung hô vạn tế là giới Tàu Cộng. Bởi vì nó đi chầu mà, kính thưa bạn. Về chầu Tập Cận Bình mà không nói tiếng đó thì làm sao chịu được? Và Tàu Cộng tiếp tục uy hiếp người dân của chúng ta ở Biển Đông. Đảng Cộng sản Việt Nam thì xua dân quân bám biển ra ngoài, miệng thì nói là bảo vệ đất nước, bảo vệ lãnh thổ Hoàng Sa Trường Sa, vũ khí có đầy đủ, mà với Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt nhất là Trọng Lũ, rồi Võ Văn Thưởng, Phạm Minh Chính hay là Dương Đình Huệ, họ hả họng chờ thời, hả họng chờ xung rụng để cho thế giới bảo vệ vùng biển, không để quốc gia
của vùng châu Á bị Tàu Cộng lấn áp. Tức là Đảng Cộng sản Việt Nam cái rất là cái nhục. Nhưng ngược lại gặp Mỹ, gặp Hoa Kỳ, nói đế quốc Mỹ, tao đánh Mỹ, trả lời thẳng thắn là với Lý Huy, ở chiến tích Việt Nam nhờ vào Trung Quốc chiến thắng được Pháp, đánh Điện Biên Phủ, mà Tàu Cộng đã đưa quân sang để đánh Điện Biên Phủ chiến thắng. Hai quốc gia anh em cùng đảng với nhau, cấu kết với nhau để tàn sát người dân Việt Nam của chúng ta. Nói đến Trung Quốc và Việt Nam, chuyến đi của Phạm Minh Chính thì nhiều bài báo đăng tin rất nhiều. Du Danh chỉ rút ngắn một phần về chuyến đi của Phạm Minh Chính, còn tiếp tục ngày mai nữa. Tức là sự ca ngợi hai bên, kẻ tưng người xứng là trào sâu nổi trận địa nhất là Việt Nam, kính thưa bạn. Rồi đến hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ đến Đà Nẵng thì Trọng Lú và luôn cả Dương Đức Huệ cũng như Võ Văn Thưởng không dám ra tiếp, mà giao cho phó bí thư của Đà Nẵng ra đón tiếp, cũng như phái đoàn văn nghệ và phái đoàn của Đảng Cộng sản Việt Nam xuống ở dưới hàng không mẫu hạm là ăn nhảy đầm ca hát dân dân, kính thưa bạn. Ở trời ơi, hàng không mẫu hạm đã quá trời, nghe là ca hát lại sướng quá, đãi đồ ăn ngon quá, bơ sữa đủ thứ hết trơn. Xong xuôi rồi bước lên bờ, đã đảo đế quốc Mỹ xâm chiếm miền Nam Việt Nam, cướp lấy đất nước Việt Nam. Đó là kiểu cách của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và hàng không mẫu hạm ở lại cho đến ngày 30 tháng 6 của năm 2023 thì vẫn là tiếp tục sự vụ đó với Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng quân khu 3 này đón tiếp, mấy cha kia không dám, nói thôi trốn đi để cho hàng chính nó qua bên kia, nó làm được cái gì thì làm, hy vọng rằng nó cũng có thể cứu vớt được đất nước của chúng ta, cho nó quỳ lại, cho nó biết mặt thế nào là lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Đi chầu là giới tập cơ mình, đâu phải chầu là chuyện vui sướng đâu, chầu cũng mệt mỏi lắm, chầu cũng phải là mang cái nhục cho bản thân của mình. Tao đã từng làm quen rồi, và bây giờ Phạm Minh Chính 5-6 năm qua chưa có gặp, thì bây giờ để cho nó chầu một chuyến. Tình hình đất nước Việt Nam thì các bạn đã thấy, nói đến hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ đến thăm Đà Nẵng thì người dân đang nối nếp, nào là các phóng viên báo chí, nào là YouTube đến để chụp hình quay phim và đăng những hình ảnh hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam. Thì Tàu Cộng cũng đang tức ấm mắt nói đến sự vụ này, nhưng Hoa Kỳ thì đưa một nước cờ khác, tức là một nước cờ, một cây gậy và cụ cờ gót. Việt Nam phải lựa chọn. Cũng như Tàu Cộng đã từng lên tiếng với Việt Nam, thời điểm này mày phải chọn phe. Mày không phải là chọn lẽ phải, mà phải nói là phe phái đàng hoàng. Đâu nó ra đó, không có cà chớn được. Phạm Minh Chính thì nói là lẽ phải, cái thằng đàn nào cũng phải hết. Nhưng bây giờ thì khác. Tàu Cộng khẳng định là với Phạm Minh Chính, đặc biệt nhất Bộ Ngoại giao Đảng Cộng sản Việt Nam Tần Cương đã cho Việt Nam biết là phải rõ ràng, phải nêu ra đích danh giống như Campuchia. Campuchia thì ngược lại, nó cùng phe là với Tàu Cộng, nhưng mà nó không quỳ lại Tàu Cộng, luôn cả thằng Lào, mà ngược lại Việt Nam phải quỳ lại Campuchia và quỳ lại Lào. Đó là cái chuyện lạ nhất ở trên đời, kính thưa bạn. Với thời buổi hiện nay hầu như là nó đảo ngược thế cờ với Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, mà chọn vào các phe bao phải là chết chắc. Đó là tình hình đất nước Việt Nam hôm nay. Dân Du Danh có bao nhiêu có tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của Du Danh. Du Danh xin kính chúc sức khỏe các bạn khỏe mạnh, hẹn gặp nhau tại Sài Gòn.
em có cả một mùa xuân trước mặt. Có thu xanh lá biếc ngủ trong hồn, nắng hạ hồng thẹn đỏ má hoàng hôn, và đông trắng long lanh ngời mặt tuyết. Em tiên nữ nên bốn mùa diễm tuyệt. Tôi ngẩn ngơ từng nét vẽ thiên đường, thì ngập ngừng là hối hả nhanh hơn. Tim tôi đây cửa vào trăm cánh mơ, phải không em, nghĩa là lòng trộm nhớ. Dấu vân hài ngọc giác cánh sen tươi, nhưng xin em bước nhẹ kẻo buồn tôi tan vỡ mất dưới bàn chân quyền lực. Phải không em, đêm vân dài thao thức, giấc mê cuồng ngào ngạt khuân hương say. Xin một lần tình bát ngát cùng mây, cho rực rỡ xanh màu trắng huyền thoại. Phải không em, bỗng nhiên tôi khờ dại, khi em cười nửa nụ nét vương phi. Hơn là yêu, vâng, hơn là yêu, hình như cả cuồng si. Tôi tự nhủ có đâu là quá đáng. Phải không em, hay là tôi lãng mạn, vườn địa đàng hoang tưởng dấu chân mê. Thú thật với em, tôi lạc đường về, và em nhìn vẫn không là quá đáng. Phải không em, một vần trắng ngọc nạm vẫn không là quá đáng. Phải có đâu là quá đáng, phải không em?